Kính thưa quý vị và để tiếp tục trong phần 2 của chương trình Joe Washington DC, sau đây xin kính mời quý vị theo dõi bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua do tiến sĩ Tạ Cử Hải thuật hiện. Kính chào quý khán giả của SBTN. Chúng tôi là Tạ Cử Hải từ thủ đô Washington DC và sau đây là bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua.

week today cộng 0.86% và year today cộng 15.02%. Giá vàng là 1281 đô la 80 cent một ounce căn cứ dự kiện hôm thứ sáu 20 tháng 10 2017. Giá dầu thô 52 đô la 07 cent một barrel cũng căn cứ thứ sáu 20 tháng 10 2017 và giá xăng là 2 đô la 458 một gallon căn cứ và dự kiện từ công ty 3 chữ A thứ sáu 20 tháng 10 2017. 1 đô la của Hoa Kỳ tương đương với 0.8485 của đồng euro Liên Hiệp Âu Châu, căn cứ vào thứ Sáu 20 tháng 10 2017, tương đương với 0.7581 của đồng Anh Kim Anh Quốc, tương đương với 6.62 đồng dân nhân dân tệ Trung Quốc, tương đương với 113.53 đồng yen của Nhật, và tương đương với 57.48 của đồng Rappo của Nga. Lãi suất mortgage theo công ty Freddie Mac thứ năm ngày 19 tháng 10 2017, 30 năm cố định là 3.88% và 15 năm cố định là 3.19%. Tình trạng thất nghiệp Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 14 tháng 10 2017 có 222.000 người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu, giảm 22.000 so với tuần lễ trước đó. Đánh dấu 137 tuần lễ liên tiếp, số người xin hưởng quyền lợi thất nghiệp lần đầu vẫn dưới mức 300.000 người. Đây là mức thấp nhất kể từ ngày 31 tháng 3 năm 1973. Tuần lễ kết thúc thứ Bảy ngày 7 tháng 10 2017, Mỹ có 1 triệu 888.000 người đang hưởng quyền lợi thất nghiệp, giảm 16.000 so với tuần lễ trước đó. Đây cũng là mức thấp nhất kể từ ngày 29 tháng 12 1973. Kinh tế Mỹ trong tháng 9 năm 2017 đã mất 33.000 việc làm do hậu quả tai hại của các cơn bão Harvey, Irma và Maria tại các tiểu bang miền duyên hải Đông Nam của Hoa Kỳ. Tỷ số thất nghiệp của tháng 9 xuống mức 4.2%, thấp nhất trong vòng 16 năm. Tiền liên giờ của nhân công đã tăng cao hơn tỷ số trung bình hàng năm 2.9%. Tỷ số tham gia vào lực lượng lao động đã tăng lên mức 63.1%, là mức cao nhất kể từ tháng 3 2014. Bình luận về kinh tế Mỹ Tuần qua, thị trường chứng khoán có cả 3 chỉ số Dow Jones, Nasdaq và SP500 đều đi lên. Dow Jones tăng cộng 2%, Nasdaq tăng cộng 0.35% và S&P500 tăng cộng 0.86%. Chỉ số Dow Jones trên mức 23.300, Nasdaq trên mức 6.600 và S&P500 trên mức 2.500. Tính từ đầu năm 2017 đến thứ Sáu 20 tháng 10, Dow Jones đã tăng cộng 18.04%, Nasdaq tăng cộng 23.15% và S&P 500 đã tăng cộng 15.02%. Thị trường chứng khoán của Mỹ vẫn đang là bull market, thị trường chứng khoán Mỹ vẫn đi lên, vẫn phá kỷ lục nhiều lần trong tuần và kinh tế Mỹ vẫn phát triển mạnh mẽ đến ngày hôm nay. Chỉ số Dow Jones đi lên nhanh và cao đến nỗi có người e ngại thị trường có thể sẽ đổi chiều. Dow Jones đã tăng 4.700 điểm từ ngày bầu cử tổng thống vào tháng 11, 2016. Tổng thống Donald Trump đã nhậm chức được 11 tháng và cũng có được 11 tháng thị trường chứng khoán được xếp vào loại bull market. Cùng ngày thứ Sáu 20 tháng 10, thị trường chứng khoán thế giới có chỉ số Nikkei 225 của Nhật tăng cộng 0.04%, Hồng Kông Hang Seng tăng cộng 1.17%, Shanghai Composite tăng cộng 0.25%. London FTSE 100 không thay đổi và chỉ số DAX của Đức tăng cộng 0.01%. Đồng đô la tuần qua lên giá so với hầu hết các đơn vị tiền tệ chính trên thế giới. Đồng đô la đã lên giá so với đồng euro của Liên Hiệp Âu Châu, so với đồng Anh Kim của Anh Quốc, so với đồng yuan Nhân Dân Tệ của Trung Quốc, so với đồng Yen của Nhật Bản và với đồng Rappo của Nga. Giá dầu thô lên mức 52 đô la lẻ bảy sen một barrel vì phần lớn các nhà máy lọc dầu và biến chế dầu thô ra xăng dọc bờ biển phía nam Texas đã hoạt động trở lại với năng suất gần mức bình thường. Thế nên số lượng xăng sản xuất gia tăng trở lại và do đó giá xăng có xu hướng đi xuống và đang ở mức 2 đô la 458 một galon. Giá vàng ở mức 1.281 đô la 80 cent một ounce hôm thứ Sáu 20 tháng 10 phản ảnh thị trường chứng khoán nói riêng và kinh tế nói chung vẫn tiếp tục phát triển tốt đẹp. Bộ Ngân khố và Văn phòng Ngân sách của Tòa Bạch Ốc vừa phổ biến hôm thứ Sáu 20 tháng 10 cho biết chính phủ Mỹ bị thâm thủng ngân sách 666 tỷ đô la trong tài khoản 2017. Sự thâm thủng lên mức 3.5% của kinh tế Mỹ hay của chỉ số GDP Gross Domestic Product tổng sản lượng nội địa chỉ số thâm thủng ngân sách của năm 2016 là 3.2% của GDP. Chủ tịch Hạ viện Hoa Kỳ Paul Ryan cho biết hôm thứ Sáu 20 tháng 10, Đảng Cộng hòa tại Hạ viện dự định đề nghị một tỷ số thuế vụ mới cho giới nhà giàu có lợi tức cao. Đảng Cộng hòa tại Hạ viện dự trù có thể sẽ đề nghị một tỷ số thứ tư sẽ không làm lợi cho giới nhà giàu có lợi tức cao và không thiệt hại cho giới trung lưu. Trước đây, Hạ viện Cộng hòa đã từng thương thảo với Tòa Bạch Ốc về một chương trình cải thiện thuế vụ với 3 tỷ số thuế 12%, 25% và 35%. Kỹ nghệ sản xuất rượu nho tại các quận Napa, Sonoma và Mendocino của tiểu bang California đã bị thiệt hại nặng và bị khủng hoảng vì trận đại hóa hoạn đang còn tiếp tục hoàn hành. Chỉ trong gần một tuần lễ, một số công ty sản xuất rượu nho đã mất tất cả. Theo Cali Fire, bộ chữa lửa của California, tới chiều thứ Sáu 20 tháng 10, ước lượng 245.000 mẫu đất bị cháy, 7.700 cơ sở đã bị thiêu hủy và 42 người đã bị thiệt mạng. Đặc biệt, hỏa hoạn đã gây thiệt hại tại Sonoma County, nơi có 30 nông trại trồng cần sa và 3 nhà máy sản xuất cần sa bị thiêu hủy và không có bảo hiểm. Các chuyên gia ước lượng sự thiệt hại có thể từ 3 tỷ đến 6 tỷ đô la. Theo tin tức từ ông Hezekiah Allen, giám đốc điều hành của Hội trồng trọt California, California Grower Association, cho biết hôm thứ Sáu có 34 nông trại trồng marijuana đã bị phá hủy bởi hỏa hoạn và con số này rất có thể còn gia tăng. Điều kỳ bí nhất của kinh tế Mỹ hiện nay là tỷ số lạm phát hiện đang rất thấp dưới 2%. Song hành với tỷ số thất nghiệp cũng rất thấp, chỉ 4.2%. Bình thường ở một nền kinh tế khỏe mạnh, tỷ số thất nghiệp đi xuống, nhân công có lợi tức tăng nhiều hơn, lợi tức và giá hàng hóa tăng khoảng 2% một năm. Nhưng điều này không thấy xảy ra hiện nay. Chủ tịch Quỹ Dự trữ Liên bang Janet Yellen và cựu phó chủ tịch Stanley Fisher vừa về hưu tuần qua Cả hai đều nói quanh nói quẩn không có câu trả lời rõ ràng. Chúng tôi sẽ trở lại đề tài này trong chương trình kỳ tới. Kính thưa quý khán giả, bản tin tổng kết kinh tế và tài chính tuần qua xin được tạm ngưng nơi đây và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình kỳ tới. Xin cảm tạ quý vị. Kính thưa quý vị, bản tin vừa rồi cũng đã kết thúc chương trình cho washington dc cảm ơn quý vị đã theo dõi chúng tôi trân trọng kính chào và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát hình kỳ tới